Chào các bác nhé, em là Hoàng nhé. Em xin hướng dẫn các bác để tạo ra một cái bức ảnh chiến binh Viking các bác nhé. Những cái bức ảnh về chiến binh Viking như em post ở trên cái như em post ở trên trên cái nhóm của em đây nhá. Cái bức ảnh đẹp về cái chiến binh Viking như này. Này em xin hướng dẫn các bác cách để tạo ra cái chiến binh như này nha các bác nhé. Ê, từ đầu các bác phải cài được cái phần mềm Table Diffusion nhé. Còn bác nào chưa cài được thì các bác xem cái video trước của em, hoặc là xem em để cái video ở trên này, các bác cài theo cái video em hướng dẫn ở trên này để cài cái phần mềm đã nha. Khi các bác cài phần mềm thì các bác vào cái phần mềm thì nó sẽ giao diện như này. Các bác em hướng dẫn các bác tạo ra cái bức ảnh chiến binh Viking thì bác nhé. Từ đầu các bác load cho em cái model này bác nhé, model như model V1.3 này nha bác nhé. Các bác load cho em cái model này vào. Còn các bác vào cái nhóm của em là nhóm Stable Diffusion chia sẻ đam mê bác nhé. Link em sẽ để ở dưới dưới bài, hoặc các bác vào theo cái đường link như này nhé, facebook.com gạch ngược group gạch ngược Stable Diffusion Việt Nam các bác nhé. Các bác vào cái bài của em. Đấy. Các bác vào cái bài của em. Các bác vào đọc kéo xuống những cái bình luận của em dưới này thì các bác copy cho em cái các bác copy cho em cái Chrome em để dưới này bác nhé. Cái này là các bác để vào Chrome này. Còn cái này các bác copy vào cái mục phía bên dưới các bác nhé. Các bác tải giúp em cái Nora này nhá. Cái Nora này nó dùng để nó làm tăng những cái chi tiết ở trên bề mặt nhìn nó thật hơn nhé. Cái Nora này này các bác này, làm những cái chi tiết ở trên bề mặt nó thật nhất các bác. Các bác không có cái này thì nó vẫn ra ảnh nhưng mà nó cái chi tiết nó không được đẹp á. Bác nào mà muốn đẹp thì các bác tải cho em cái Nora này về nhé các bác nhé. Em dùng model này bác nhé. Các bác chọn giúp em cái trình này các bác nhé. Bác chọn cho em một trong các này và các bác cứ chủ động test xem cái nào đẹp nhất các bác chọn thôi. Còn em thì hay cái này cũng được các bạn. Các bác chọn cái này em hay chọn cái này. Cái này các bác để 30 cho em nhé. 20 cũng được, 30 cũng được nhưng 30 cho nó đẹp các bạn. Sẽ cận cảnh chi tiết để 30 cho đẹp. Này các bác để là 768 giúp em nhé. Cái này hai cái này các bác đừng đừng vượt qua cái số này nhiều quá nhé. Vượt qua số này nhiều quá nó hay bị dẫn đến cái hiện tượng nó lỗi ảnh, nó sinh ra những cái ảnh nó không bình thường á. Đấy, các bác crop cho em hai dòng này vào như này, các bác thay đổi thông số này giúp em nhé. Rồi các bác gen thử một vài cái nhé. Mới lần đầu nó còn loát những cái phần khác thì nó hơi chậm nhưng mà từ lần sau nó sẽ nhanh các bác nhé. Đấy. Các bác sẽ được một cái hình. Đấy, các bác sẽ được một cái hình Viking này. Mà các bác chưa nếu các bác chưa ưng cái hình này các bác cứ ấn like cho em. Đến khi nào các bác ưng rồi thì đấy, cái hình này cũng cũng đẹp đấy các bạn. Nhưng nó có những cái vết xước ở trên bề mặt nó nhìn nó rất chất lượng các bạn. Đấy. Nếu các bác ưng cái hình này rồi các bác tích vào đây cho em, tích vào bên này cho em cho nó cố định cái này. Các bác tích vào hai red cho em các bác nhé, hai red này. Cái này thì các bác để chế độ này giúp em nhé, bác kéo cái này về một giúp em. Cái này các bác để 55 giúp em.
Đấy, thì các bác đã có một cái hình ảnh chiến binh Viking nó tương đối nét rồi các bạn. Các bác muốn upscale các bác có thể xem sang extra này. Các bác chọn cái số 4 này cho em. Các bác kéo cái này cho em lên 1 luôn. Toàn. Em quên mất, cái này các bác chỉ để nhân 2 nhá, nhân 4 sợ nó lâu quá các bạn. Bác nào có thời gian ấy lại thì các bác kéo cái này xuống 2 nhé, còn các bác để 4 cũng được nhưng mà để 4 nó hơi lâu các bác nha. Quên mất, em quên không kéo cái này xuống 2 này. Đấy, đấy là các bước để tạo thành một cái bức ảnh có chiến binh Viking. Nét lắm các bạn. Cái này nó 4 lần lên trong cái màn hình em như này thôi chứ các bác zoom ra cái bức ảnh này nó cực nét luôn các bạn. Đấy. Em xin phép kết thúc video đây. Các bác nào mà chưa cài được hoặc là có thắc mắc gì về cái vấn đề sử dụng cái phần mềm Table Diffusion, các bác vào cái group của em nhé. Group của em chia sẻ những kinh nghiệm và những cái thiết đặt để tạo ra những cái bức ảnh đẹp ở trong này các bác nhé. Nhiều bức ảnh có chất lượng rất tốt các bạn. Bức này cũng có chất lượng tốt này các bạn. Xin chào các bác nhé.